Tôi đã giải mã cho anh em cái trend bạn gái của mèo tôm nhá. Nếu anh em nào mà muốn bắt trend thì bắt ngay đi nhá. Tại vì cái thứ nào đúng rồi, đỉnh luôn. Trời, xuất sắc. Mà mình có khả năng, mình phải kiểu phô phô khả năng của mình ra không? Đúng rồi, ok. Ui. Okay, hello anh em, chào mừng anh em đến với cả những chiếc vlog của Phan Trang Photographer. Hôm nay mình sẽ có một cái concept là bạn gái của mèo tôm anh em ạ. Đấy, thế thì hôm nay chúng ta sẽ đi giải mã cách chụp concept này nhé. Concept của chúng ta sẽ kiểu như thế này. Đây, concept của chúng ta nó sẽ như thế này nhé. Đây là cái hình của bạn make up, bạn ấy gửi cho mình mà bạn ấy muốn chụp kiểu dạng dạng như này nhé. Thì hôm nay tôi sẽ giải mã cách chụp concept bạn gái của mèo tôm này như thế nào. Thì anh em hãy tiếp tục theo dõi vlog nhé. Bây giờ Cường sẽ giúp mình test ánh sáng nha anh em nhé. Thì cái đèn này sau bây giờ nó đang là 1/16 nha anh em. Còn đèn đằng trước đang là bao nhiêu nhỉ Cường nhỉ? 1/16, ok. Em test anh đi. Em xoay cam rồi anh ra cái màn máy tính luôn để cho anh em nhìn luôn. Em cứ xoay cam ra đấy thôi được. Rồi ok. Đấy thì hiện tại lúc này so với cả cái ảnh concept bạn make up yêu cầu thì mình thấy nó đang kiểu hơi thiếu ven một tí đúng không anh? Tức là cái cường độ của cái đèn ven nó cần sáng hơn một chút. Đấy thì nó sẽ có hai cách. Một là anh em sẽ để cái đèn chính thấp xuống. Hai là cái đèn ven cao lên đúng không? Đó thì anh em dùng cách nào thì dùng. Cái đèn đằng sau mình, sau đầu mình nó đang là B. Tất nhiên là ví dụ với con đèn này ấy, thì nó sẽ kiểu công suất nó sẽ nhỏ ấy, kiểu dạng như thế. Nếu như mà giả sử mà dùng con đèn này mà nó vẫn không mạnh lên được, cái ven sau nó không mạnh lên được thì anh em có thể thay vào một con đèn khác nhé. Có thể là cùng loại với cả đèn chính nhé. Hiện tại đèn chính thì mình đang sử dụng đèn DP 400 hay là 600 gì đấy. Một con đèn quá là thông dụng luôn rồi. Như vậy được rồi đấy. Chẳng qua là anh không có tóc mấy này nó vậy. Thế này không thì đấy. Ok, okay. Em chụp xong thì em xoay cam cho anh vào ấy nhá. Tại vì là anh đang nói chuyện mọi người ấy, hiểu. Nghĩa là chúng ta đang có người xem chúng ta nữa chứ không phải là chỉ là hai anh em mình không, hiểu không? Làm quen với điều đấy đi. Ok, thì nói chung là cái ven mình thấy cũng khá là ok rồi anh em ạ. Nhưng mà Cường bảo là xoay đèn vào phông thêm như nào đấy thì ok, test thử. Đó. Em xoay cam à. Đấy, nếu mà chúng ta xoay đèn vào background thì nó sẽ như thế này nhá. Đó thì tùy sở thích của mọi người thôi. Đấy, mọi người thích như thế nào thì mọi người sẽ xoay cái đèn ven như thế. Còn vì cái phòng này nó cũng khá là nhỏ ấy, nên là cái đèn đằng trước mình sử dụng là chỉ có một đèn thôi, là mình đã cảm thấy nó là ok rồi. Thông số thì chắc là mình sẽ chèn vào hình nhá, để cho anh em xem nhá. Sau một lúc thảo luận thì anh em tôi có một cái phương án rằng là sẽ lắp thêm một con đèn nữa vào cái chân để đánh vào phông. Còn cái đèn ven thì vẫn đánh vào đầu như thế, vẫn đánh vào gáy như thế. Anh em nhìn cái chân đèn này trông nó hơi kiểu buồn cười một tí ấy, thì anh em đừng cười ấy. Bởi vì như này anh em sẽ hiểu được là thiết bị nó chỉ là một phần thôi, quan trọng là anh em chụp ra như thế nào. Ok, như mình ấy, phong cách chụp của mình là mình sẽ sử dụng tất cả những cái gì mình có để làm ra tất cả những gì mình muốn. Chả đẹp bãi đúng không? Nó hợp lý hơn nhiều, trông nó ngại hơn. Đó, anh em xem file nhá, để biết được là nếu như mà có thêm một con đèn nữa mà đánh vào phông thì nó sẽ như thế nào. Đó. Đây là một cái trường hợp rất là thực tế. Đấy, là tôi đã giải mã cho anh em cái trend bạn gái của mèo tôm nhá. Nếu anh em nào mà muốn bắt trend thì bắt ngay đi nhá. Tại vì là lúc mà tôi đăng cái vlog này lên thì chắc nó cũng phải được tầm khoảng 2-3 ngày rồi sau khi cái buổi chụp diễn ra. Thế nên là anh em nào bắt thì bắt luôn đi, để lơ ngớ còn được vài job nhá. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Tôi quay lại cái setup đèn này cho anh em xem nhá. Setup đèn ven với cả đèn không đèn background. Đó, còn đèn chính như đây. Đèn chính thì DB 600 nhá. Shot box này thì chắc là 1m2 bát giác. Anh em xem kiểu giải mã những cái video giải mã như thế này của tôi mà dễ hiểu với cả là dễ làm thì anh em hãy comment xuống cho tôi biết nhá. Sau tôi sẽ lại tiếp tục giải mã tiếp anh em. Bận mẫu rất là nhí nhố mọi người. Một cô gái rất là nhí nhố. Make up gì biết cả ánh sáng cái thứ ấy. Em không chụp hình luôn đi. Cái tối hơn hay sao? Cái gì? Yêu cầu đi bạn, cứ yêu cầu những gì bạn muốn đi. Dạ vâng ạ. Cho em xin một tấm thẳng mặt ạ. Dạ như này em xem được chưa ạ? Có cần tối hơn chút nữa không ạ? Mày mở mắt hộ chị được không Trang này? Đấy, tối hơn thì nó sẽ như thế. Đấy là anh chưa crop chặt vào thì em thấy nó sẽ anh crop chặt hơn nhá. Nào, anh em mình thử bấm một hai kiểu nhá. Ok, để mình. Em bấm xung quanh là tối hơn đúng không? Được, nhưng mà lại nhá, một kiểu chỉnh chu hơn nhá. Đó, bạn nhìn độ chỉnh chu hơn đi xem như nào. Ok không? Thực ra là nếu đằng sau mà nó không có cái đèn đằng sau ấy thì anh thấy nó bị hơi tối. Đúng không? Nói chung ánh sáng như này anh thấy khá là ok. Còn nếu như ví dụ em thích cái bách nó tối hơn thì cũng có cách tối hơn. Thế Cường tắt giúp anh cái đèn bên trong đi, để cho bạn ấy xem thử cái bách nó tối hơn. Ui 21 anh em xem rồi. Đông thế, anh em không đi làm à? Đi chụp à? Đấy tối nó sẽ như thế đấy bạn Dung.
em so sánh cái đấy với cái bên trên ấy. Em hiểu không? Đấy là anh sẽ đánh thêm một cái đèn vào trong phông. Còn nếu mà không thích đánh đèn vào phông thì là phông nó sẽ tối như thế. Không tối mà là mặt bạn tối. Mặt bạn tối đúng không? Ừ. Thì thế là cái đèn xung quanh ấy. Đèn xung quanh. Tức là em muốn là nó hơi kiểu một mình bạn ấy sáng ấy. Một mình bạn ấy sáng thôi. À. Thế thì như này. Em hay quay TikTok ấy. Như... đèn trong phòng sẽ tắt. À. Và cái đèn nó chỉ có ở mặt mình thôi. Ok, anh hiểu rồi. Không, anh bảo thay cái ô. Thay cái ô lại đánh cái hướng sáng từ trên xuống. Nó sẽ hơi kiểu. Hiểu chưa? Thử thử cái đấy. Chắc là Dung thích kiểu đấy. Ok, hiểu không? Ok, đây lại chuyển hướng sáng khác. Nó xếp đỉnh không anh em? Xuất sắc nhỉ? Đỉnh vãi. Em nào ở Hà Nội cần bookmark thì liên hệ cả em mình nhá. Facebook Ngô Thùy Dung. Thay hướng sáng chính em ạ. Sử dụng dù. Ánh đèn hướng sáng từ trên xuống, nó tương tự giống như ở mình dùng cái chân boom ấy. Nhưng mà vì phòng nhỏ không dùng chân boom nên là tôi sử dụng dù nhá. Đây cũng là một cái cách mà chụp ánh sáng từ trên xuống giá thành rất là rẻ. Nhưng mà nếu mà để tốt hơn thì anh em có thể sử dụng một cái ô nó to hơn một chút anh em ấy. Và cái lòng nó sâu mà gì thì cái ánh sáng đi ra nó sẽ ok là đúng không? Thực tế chưa? Livestream hướng dẫn nhiếp ảnh nó thực tế luôn. Đấy, có cả một bạn nào đấy comment make up xinh quá. Hả? Trời ơi. Dương ơi. Cần info thì inbox Dương cho anh nhá. Không, đừng lấy đi này, nó bị quay. Ờ, make up cực kỳ có tâm luôn. Ui, sáng thế. Cường độ bao nhiêu vậy? Ok. Anh xài máy gì chụp vậy? Mình đang dùng EOS R bạn ạ. Canon. Rồi, anh bảo này. Cái này nó đang bị đi ánh sáng nó hơi vòng ấy. Thì em cho cái này nó thẳng mà. Ý là nó chúi thẳng đất. Để cho cái hướng sáng nó đi thẳng xuống đất luôn. Hiểu không? Tô. Cơ ơi, em chụp của anh một kiểu ảnh. Cái cục này em cầm nặng quá. Đây là khi tôi làm nhiếp ảnh. Còn anh em mình như thế nào? Combo của photographer 2024. Ok ra chưa? Ánh sáng ok chưa? Đấy anh em thấy không? Bình thường ấy, make up nhìn ở file ấy, thì các bạn sẽ chỉ tập trung đến make cả tóc thôi. Và anh em mình nhìn thì anh em mình phải nhìn vào ánh sáng với cả là cảm xúc thần thái của chủ thể đó anh em ạ. Ơi. Được. Anh có thể làm được bất cứ cái gì mà em muốn. Ok chưa? Rồi. Nice. Đứng bên ạ. Ok, đó, ok. Đẹp chưa? Đồng ý chưa? Ok, tối hơn một tí. Ok. Đây, em thử nhá. Chưa? Tối quá à? Ok, vẫn như kia nhưng mà giảm sáng hơn một chút đúng không? Mặt đấy trắng lên cho em nhé. Ok. Không phải là trắng như bạch tạo cũng được. Ok. Trắng như kiểu em yêu cầu. Được chưa? Đấy vậy đẹp đấy. Thôi nha. Ok nha. Xong ánh sáng nha. Rồi anh em mình chụp nào. Em bật chế độ cute nào. Đúng rồi. Ok. Để tay ở nhau đấy. Tay ở trên cổ trên mặt. Đúng rồi. Ok. Cứ cute đấy. Đúng rồi. Như thế. Ok. Tốt lắm. Ok. Ok. Đẹp nha bạn nha. Đúng rồi. Đỉnh nhé. Ok. Đẹp tốt của em. Bây giờ em đẩy bờ vai cái thứ đi cho điệu đúng rồi, ok. Đó, như thế, ok, tốt lắm. Em để hai tay nhẹ cũng được. Đúng rồi, ok, như vậy, đúng rồi. Nói chung là em cứ để tay thoải mái đi, xong là anh thấy cái gì chưa đẹp thì anh bảo nhá. Ok chưa? Đúng rồi, ok. Bây giờ em đứng phần hông kiểu hơi xoay đi một tí, không thẳng với anh quá. Đó. Hoặc là em đứng thẳng, đấy, như thế được rồi, ok. Đó, đúng rồi, ok, cứ nghe lên, đúng rồi. Đúng rồi, có mặt bên này xinh đúng không? Ok. Không, anh đang vội á, không từ được, đang vội á. Đầu xem nó sáng rồi. À, ok. Sau đây là một màn training phát sáng của make up nhà tôi. Để anh em thấy nhà đâu. Em chỉ cần làm việc một bạn make up kiểu quan tâm rồi. Chúng ta làm việc rất là nhà này em ạ. Ok, rồi anh đến nhá. 1, 2, 3 đúng không ạ? Em đứng dịch sang anh xíu. Tiến sang anh nữa. Rồi ok, tầm đấy nhá. Đứng bên này, 1, 2, đúng rồi. Rồi anh đến nhá, 1, 2, 3 đúng rồi. Ok, em đặt hai tay lên đây nè. Nhẹ nhẹ kiểu nha. Ừ đúng rồi, cú te lên. Đúng rồi, ok, đỉnh các bạn, đúng rồi, chu miệng cái nào. Đúng rồi, ok, nháy mắt. Đúng rồi, ok, đỉnh luôn. Xuất sắc, như thế, đúng rồi. Đẹp. Em đứng kiểu hơi đổ người lên xíu này. Nhẹ nhẹ, ok, đổ người lên một xíu. Rồi, nâng cằm lên, mặt hớn hở lên. Đúng rồi, ok, đẹp lắm.
đó rồi. Chu mỏ các thứ kiểu ấy. Chu mỏ, đúng rồi, anh đến 1 2 3 chu nhá, cho nó đúng nhịp này, 1 2 chu, đúng rồi, 1 2 chu, đúng rồi, bạn 1 2 chu, đúng rồi, 1 2 3 nhá, đúng rồi, ok ok, 1 2 3 đúng rồi, mặt tươi nào, vui lên bạn ơi, đúng rồi, mặt căng lên, đúng rồi, như vậy ok, như vậy đẹp đấy nha, 1 2 3 đúng rồi, tốt lắm. Đây em để cao lên một xíu, đúng rồi, ok, tiến lên tiến lên. Không. Anh bảo đẩy vai lại rồi, ok, xong là tay tay để nhảy rồi, một người nói rằng bạn đang rối với nhà đúng không. Đó, đúng rồi, liếc xuống dưới, anh nhìn kiểu liếc xuống dưới, đúng rồi, như thế, liếc kiểu hơi xéo sắt một tí, đúng rồi. Đấy mà đẹp đấy. Đúng rồi, tập trung nhìn máy xong kiểu diễn này, gì xíu không, tươi tươi mặt nào. Đúng rồi. Em nhìn cho anh cái chân đèn. Đúng rồi, ok. Đây là cái kiểu ốc này. Xong là các cái ngón tay em để kiểu khác anh nhỉ. Đó, ok, như vậy đẹp luôn. Đó, ok, đẹp. Giữ nguyên góc mặt như thế nhá, xong liếc máy anh Trang này. Đúng rồi, ok. Tươi một kiểu không? Vui một kiểu không? Cười hả lên, đúng rồi, cười thật lòng không? Đúng rồi, ok. Đúng rồi, đúng bảo đi. Đúng rồi. Ok, đẹp nha, đúng rồi. Mặt kiểu phụng phịu thế nào? Bực quá. Đúng rồi, kiểu đấy. Bực bội quá, đúng rồi, ok. Đúng rồi, ok, tốt lắm. Đẹp, đúng rồi, như thế. Đúng tinh thần đấy bạn ạ. Đúng rồi, ok, 1, 2, 3, đúng rồi, 1, 2, 3 chạm găng tay vào môi luôn. Đẹp nhá. Giả cười giả chân như em, nhìn nó chỗ khác. Rồi, ok, nhìn anh Trang diễn. Cái ngón cái. Đấy, đúng rồi. Rồi, ok, nhìn anh. Đúng rồi, cười mà chảnh lên nào, đâu, chảnh lên. Nghiêng đầu, đỉnh đầu chị nào, nghiêng đỉnh đầu. Đúng, đỉnh đầu bên này, đúng rồi. Ok, hai tay sau lưng như nào, hai tay sau lưng, rồi, ok, thẳng lưng lên. Rồi, ok, nghiêng đầu sang cho anh. Rồi, ok, nhìn anh Trang. Đúng rồi, ok, nhìn nhá. Rồi, lại nè. 1, 2, 3, đúng rồi, vẫn đẹp đấy em. Em vẫn đang đẹp đấy, đúng rồi. Lên lưỡi các thứ kiểu tinh nghịch cũng được. Đúng rồi. Ok, đúng rồi, ok. Kiểu thơm các bạn này, hiểu không? Đúng rồi, ok. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, tốt lắm. Để tay ở nhà nào. Cú tê nào, đúng rồi, ok, như thế. Phụng phịu nào. Tốt lắm, tự nhiên giúp anh nhá. Em đang làm rất tốt này. 1, 2, 3. Hơi đổi nhẹ người một xíu. Vẫn kiểu phụng phịu nhá. Đúng rồi, ok. À nhá, em liếc mắt sang bên này đẹp luôn này. Đó, ok, đẹp luôn. Hai tay em thử kiểu chắp chắp tay lại kiểu cầu nguyện ấy. Đúng rồi, như thế, đúng rồi, ok, cho anh thấy cả cái lòng bàn tay kia của em ạ. Ok, rồi, em nắm tay bên ngoài ạ. Đúng rồi, ok. Kiểu thấy móng tay nó sẽ đẹp hơn ấy, hiểu không? Ok. Hơi nắm nắm nhẹ nhẹ thôi, đúng rồi, ok. Đứng dịch lại anh một xíu. Em đứng tiến lại anh một xíu nào Trang. Ok, cường nách của anh cái nhà không? Đúng rồi, ok. Kiểu cái tay em để sát vào. Ok, ok, như thế, ok. Rồi bây giờ xoay bờ vai đi, xoay bờ vai, đẩy bờ vai, đúng rồi, ok. Đẩy vai nữa lên em. Đúng rồi, ok. Đúng rồi. Đó, ok, đẹp. Đứng lên tất cả nhá. Liếc mắt bên này này Trang này. Miếng xốp, đúng rồi, ok. Tách môi nào. Miệng kiểu tách, ok, đẹp nhá. Cường dịch cho anh cái đèn sang này một chút, ok. Rồi, ok. Vậy em đứng nhẹ đi, em cả. Ok chưa? Rồi, đổ người xuống nâng cầm lên. Mặt hớn hở lên, vui nhá bạn nhá. Đúng rồi, ok. Như thế, giữ nguyên cho anh này, kia chưa? 1, 2, 3, đúng rồi, tốt lắm em. Đúng rồi, em để hai tay trước bám với nhau ấy. Phụng phịu lên nào, nâng cầm lên. Đó, như thế, ok. Đúng rồi, phụng phịu lên nào. Đúng rồi, nâng cầm lên. Hớn mà lại, đúng rồi, ok, tốt. Ok, nhìn anh. Ok, đúng rồi. Từ kiểu để tay mắt này kiểu không nhẹ nào. Ok, đúng rồi, giữ nguyên cho anh. Đúng rồi, nhìn anh. Đúng rồi, ok. Một, hai. Ok. 1, 2, 3, đúng rồi, ok. Nâng cầm lên chút nào Trang, đúng rồi, ok, đây mà. Ok, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Em thấp tay một xíu, đỡ bị lâm mũi, đúng rồi. Cầm đấy, ok, đẹp nhá, đúng rồi. Xinh nhé, ok. Đúng rồi, ok, xinh quá, tự nhiên nhá. Lại nè. Mất nhạc ạ. Hả? Ôi trời ơi. Ok em luôn. Rồi, đỉnh lắm em đứng nghỉ em nhảy mấy kiểu ấy. Mấy bài của em mấy thứ nào. Đúng rồi, đỉnh luôn. Sai, xuất sắc. Đúng rồi, mình có khả năng mình phải kiểu phô khả năng của mình ra không? Đúng rồi, ok. Ui sai. Đấy anh em thấy không? Lên view luôn. Đang 5 người xem và là lên 10 người xem luôn. Uậy đỉnh luôn bạn ơi. Uậy em đỉnh nhé Trang, uầy, sóng đỉnh nhé.
Ok cho bạn Dung, cho ngồi đi. Ngồi thì chỉ có ôm chân thôi. Thì cho ngồi xuống mấy kiểu đi, đúng không? Đứng với cả chân Dung vậy thôi, đúng không? Thấy không? Ý là chân cao đó, à cái chân đèn nó bị cao đúng không? Thì em cầm cái đèn em nghiêng, còn lại mình xóa, hiểu không? Cũng được mà. Trang ngồi đi Trang, Trang ngồi đi em. Cái gì? Thì bây giờ em vào trong em cầm cái đèn kia cho anh, Cường hiểu không? Em nghiêng một lúc là anh bấm vài kiểu xong cái gì đâu, đúng không? Nó đơn giản còn vãi. Đấy em cầm em nhấc lên một cái, đúng không? Đó thế. Tay em anh xóa, đúng không? Quá đơn giản. Đấy vậy được rồi, thấp xuống xíu nữa. Đấy như vậy là đẹp rồi. Rồi ok. Rồi Trang diễn cho anh cái phần là chân như này kia như thế luôn là đúng. Ok. Đứng nguyên cho anh nhá, cho anh nhá. 1 2 3. 1 2 3. Cường ơi, nâng hẳn đèn lên ven trên cao đẹp rồi. Này. Nhìn trông kiểu thiên thần vãi luôn. Em nâng cao lên một chút nữa. Không, em nâng cao nữa đi Cường. Đấy nhìn người nhìn kiểu thiên thần vãi bạn ạ. Đấy như thế, ok, như vậy. Đứng nguyên nhá. Cường cao đèn lên một chút nữa. Đúng rồi, ok, như vậy nhá. Đứng nguyên cho anh này. Đúng rồi, như thế. Đẹp đấy. Em hơi xoay người sang này chứ. Thấy đấy, kiểu kiểu. Đúng rồi, đẹp đấy. Đúng rồi. Em nhìn máy trong kiểu ngây thơ lên em, đúng rồi. Ok, đúng rồi. Mọi người đang làm gì tôi vậy, đúng rồi. Ok, ngây thơ đây bạn ơi. Đúng rồi, thất tay một xíu. Đúng rồi, ok đấy. Anh bảo em xoay mặt sang này này. Đúng rồi, góc mặt okay. Nhìn anh. Nâng cầm lên một xíu này, thấp ngón tay xuống. Đúng rồi, ok. Đúng rồi. Ok, cái tay này em chỉ trống rộng. Không lộ đâu em ạ, em yên tâm, không lộ đâu. Có lộ anh cũng không bấm đâu, yên tâm. Ok, nhìn anh Trang nhá. Cường dịch của anh cái đèn sau ấy. Không lộ đâu, không lộ đâu, thật, không lộ. Nào, anh nhờ xíu, anh nhờ xíu. Em yên tâm, anh nhìn thì anh cũng kinh lắm, nên là nổi sợ. Ok đấy, 1, 2, 3. Anh nghe sẽ ngược lại xong. Đúng rồi. Rồi, thế được, ok. Nhưng mà em nghe được thế này này. Đúng rồi, ok như vậy nha. Đúng rồi, ok, đẹp rồi. Ok, được chưa rung? Chắc được rồi em nhỉ? Anh thấy nhiều quá rồi. Ok, em ra check hình đi Trang, ra check hình đi. Mệt không? Bằng một buổi tập không? Hay là vẫn bình thường đúng không? Trang thấy đẹp không? Có. Có. Đẹp như nào? Nhiều tuyệt vời ạ. Rung make đẹp không? Có, make đẹp lắm ạ. Ok, chắc là mình kết thúc cái vlog này tại đây nha anh em nha. Nếu anh em... Ok, nếu như anh em thích những cái nội dung kiểu dạng tương tự như thế này thì anh em có thể comment xuống bên dưới nha. Là tôi sẽ tiếp tục thực hiện giải mã những cái concept khác để cho anh em xem nha anh em. Ok, hẹn gặp lại anh em trong những cái vlog lần sau nha. Bye bye.